Chào mừng bạn đến với kênh Trải nghiệm Game. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tướng lag hay AFK đều có ích. Trong Liên Quân luôn xảy ra tình trạng lag hoặc đôi khi gặp phải trường hợp AFK. Nhưng đừng lo lắng, có một số vị tướng luôn có ích, dù mạng có bị lag thì vẫn đóng góp lớn trong giao tranh. Và nếu gặp trường hợp AFK với các vị tướng này, dắt đi theo làm bao cát không bao giờ là ý kiến tồi. Nào, cùng điểm tên các vị tướng dành cho các game thủ hay lag và AFK đó. Top 5 Tara. Cô nàng Tara với thân thể thép cùng khả năng hồi phục tuyệt vời. Nếu bạn lag, cố gắng đi cùng team và băng bổ và giao tranh, cố nhận tất cả các sát thương mà kẻ thù gây ra, sống lâu nhất có thể với chiêu cuối. Nhưng lời khuyên, lag quá thì out ra cho máy chơi, vì đơn giản máy còn đánh tốt hơn bạn, và đó là hành động cao thượng. Như vậy, đơn giản Tara máy chơi có thể đi theo chủ lực của đội và băng xả và làm lá chắn sống cho nguồn sát thương chủ lực. Nhớ nhé, mọi người đôi khi lag quá thì out đi cho máy chơi thay. Top 4, Kred. Đây là một điển hình khác, là một tên khá trâu bò, nhưng hắn ta lag quá thì nộ, khó mà tích được. Vì vậy lời khuyên là out ra ngay và cho máy chơi. Máy biết tích nộ tốt hơn bạn. Làm sao để tích nộ đưa con cá mập này tới cạnh bùa đỏ và cho hắn quẩy. Khi nào phun nộ thì dắt hắn ta tới giao tranh. Thật không thể tin được, hắn còn đánh hay hơn vài tên lag nhiều. Vì vậy nếu thấy ai chơi Kred AFK thì nhớ tận dụng hắn. Vì biết đâu được kẻ AFK lag quá nên nhường phần việc này cho bạn. Một sự hy sinh khá cao cả. Top 3, Toro. Toro đơn giản hơn với cơ chế hút mọi thứ trong tầm chiêu thức. Toro dù AFK nhưng là một bao cát khá hoàn hảo, bảo kê tốt, luôn là một con thú cưng theo chân bạn, bảo kê bạn. Dù là núi đao biển lửa hay 1v5, là bao cát, là kẻ hy sinh tuyệt vời. Và ai đang chơi Toro, nếu không điều khiển được vì ping cao, mạng wifi tồi thì nên hy sinh bằng cách AFK đi nhé, và giao phần việc còn lại cho đồng đội. Còn các em khi gặp AFK đừng chửi họ nếu họ là một trong số các vị tướng trên. Top 2, Mina. Mina với nội tại trả thù cho phép cô đứng yên tại một vị trí có thể vung lưới hái gây sát thương lên kẻ thù. Với công việc đơn giản, dù lag vẫn tròn vai, cố gắng dùng chiêu cuối thật tốt. Nhưng nếu ngay cả việc điều khiển còn không làm được thì một lời khuyên như mọi khi thôi, ao ra và để đồng đội sử dụng. Máy làm tốt hơn bạn nhiều, kéo và bật chiêu cuối, đó là cơ chế của máy, thật sự có ích trong giao tranh dù là AFK. Bạn có tin không? Cứ thử rồi biết. Top 1, Lumbua. Nổi tiếng là một trợ thủ có khả năng bảo kê tuyệt vời. Với nội tại khi ở gần tướng đồng minh, tăng cho hắn lượng giáp và giáp phép. Với nội tại này, chỉ cần đứng cạnh đồng minh thôi là bạn đã giúp cho đồng minh rồi. Còn việc AFK thì Lumbua nên được nhường cho sát thương chủ lực của đội. Đơn giản với khả năng từ bộ chiêu thức giảm sát thương cả vật lý và phép, cùng với khả năng tạo lá chắn hất tung, tăng giáp, hắn ta dù AFK nhưng là một vị tướng trên cả tuyệt vời, là một bao cát hoàn hảo. Vì vậy nếu các vị tướng này AFK, đừng nỡ lòng mà chửi bới hay tố cáo. Biết đâu được vì một lý do nào đó, cúp điện, mẹ ganh hay quá lác, họ hy sinh để AFK để giúp đồng đội còn lại tốt hơn. Trên đây là top 5 tướng lag hay AFK đều có ích trong Liên Quân. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận ở dưới video nhé. Và nếu thứ hai đừng quên đăng ký kênh, like và share video. Đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Thank you.
thần mép phải nhá. Bạn rất là sung, tuyệt vời lắm anh em ơi. Bạn sung lắm, bạn sung lắm. Bạn rất sung luôn. Rồi, hay quá. Em phải ô định chạy đâu đây? Lộn đi nào, lộn xuống đây. Đúng là việc nhẹ lương cao. Trời ơi, thằng em bất man ủng luôn tì. Thằng này vào bị anh làm pha trực cuối, nó chả làm việc gì luôn. Đến đây dọa hàng thôi. Thực ra còn mana gì đâu để mà chơi. Mana còn bây giờ đang dành chiêu cuối này. Đấy, đây là, để dành chiêu cuối mạng của đơn. Đấy, thấy chưa? Bật chiêu cuối cái thằng bến man lại phải quay lại, quay đầu lại chơi mình ngay mà. Ủa sao em thấy nó đánh lên lúc mà em chơi game là lần đầu tiên em biết game này em toàn chơi con Mina không à. Con này đánh anh mà em có tiền. Vét luôn cả hai, sướng thật. Kéo luôn cả hai thanh niên. Ok, kết thúc trận đấu rồi, sớm sớm nào. Chắc là trận đấu này nhạt, nhạt như nước ốc rồi. Okay. Anh em đừng quên là cái nội tại của con này ấy. Khi mà... Ui, đừng. Ok, bắt ngay đây, bên này. Bấy về bên này này. Ở đây 1 cân bao nhiêu luôn. Ok. Sao em chơi scrub? Bây giờ lại có nguy cơ. Nguy cơ được MVP cũng khá triển triển vọng đấy chứ. Gọi như là khả quan đi. Ok, để ba đường luôn à. Anh em bay ô. Em phải đi móc anh ơi. Đừng mất máu giờ chăm. Cái da thung cổ mùa này ngon lắm anh ạ. Cái da thung cổ ấy nó tuyệt vời lắm. Khó chịu đấy, cái thanh niên là nít. Win đi anh em ơi. Ôi giời ơi. Về đó về thôi, không tiện mất MVP đấy. Thanh niên ơi, kệ mô tốt ở dưới đi. Cho đẩy đi, mình vô chân. Kệ đi, mô tốt đẩy được bao nhiêu lắm, trời. Đánh tận nhà thì nó phải co giò chạy về đây mà. Trời hết máu rồi. Em đi mớp. Mất mỏm luôn. Có đủ gì tất cả nhà nó đâu. Mình sẽ quýnh tên lên thì không sao đâu, từ anh đang lag một chút nè, thì đéo là ping nó lên cao đấy nhỉ. Chết nha, win đi. 4 mà không đánh được, 4 mà không ăn được cái trụ này thì 4 người không ăn được cái trụ này thì quá tàn rồi đúng không, quá tệ. Ok, để ủng hộ kênh các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông, các bạn chọn
gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất, sau đó chọn lưu lại. Tiếp theo các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.